Thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, sau đây tôi xin thuyết trình đề tài tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non 4 tuổi. Hoạt động giáo dục trải nghiệm là hoạt động thông qua thực hành với quan niệm được học tạo ra thức thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Hoạt động giáo dục trải nghiệm còn có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ mầm non. Sau đây mời ban giám khảo và toàn thể hội thi cùng xem một đoạn video. Video vừa rồi tôi trình chiếu là một trong số rất là nhiều hoạt động trải nghiệm diễn ra thường xuyên tại chúng tôi. Qua video này chúng ta thấy trẻ mầm non có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau, song nhận thức thông qua hoạt động trải nghiệm là con đường hiệu quả và ngắn nhất. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện hình thành cho trẻ những năng lực, phẩm chất và giá trị xã hội hiện nay đòi hỏi trẻ tính độc lập, sáng tạo, tự tin, hòa nhập, giúp trẻ tập trung được các kiến thức, kỹ năng để xử lý được các tình huống trong cuộc sống. Việc tham gia hoạt động trải nghiệm có một lần gần gũi với thiên nhiên, qua đó khơi gợi sự hứng thú, sẵn sàng tham gia thế giới xung quanh. Chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong mẫu giáo 4 tuổi. Trong quá trình thực hiện, bản thân tôi cũng nhận thấy những thuận lợi khó khăn như sau. Về thuận lợi, nhà trường luôn tận dụng mọi khoảng không gian, tạo môi trường trong và ngoài lớp học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo viên tích cực học tập, trao đổi các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, hội thảo, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. Trường có nhiều cây xanh bóng mát, tạo môi trường có nhiều khu trải nghiệm, khu vui chơi, tạo cho trẻ dạo chơi, quan sát và khám phá cái thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, tôi cũng có gặp một số thuận lợi. Bên cạnh đó, tôi cũng có gặp một số khó khăn như sau. Về phía giáo viên là việc phối hợp giữa trẻ và phụ huynh học sinh còn hạn chế. Đa số phụ huynh còn đi làm với con cho ông bà chăm sóc là chính. Về phía giáo viên là khả năng, về phía trẻ, khả năng nhận thức trẻ còn chưa đồng đều, chưa có kỹ năng mạnh dạn, tự tin khi tham gia vào các hoạt động. Bên cạnh đó, trẻ còn hiếu động, chưa tập trung chú ý chưa cao, phần nào ảnh hưởng tới hoạt động trải nghiệm của trẻ. Từ đó tôi đưa ra các nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho trẻ qua các chủ đề. Nội dung thứ hai, tạo môi trường trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm. Nội dung thứ ba, lựa chọn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non. Nội dung thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền với kết hợp phụ huynh trong công tác giáo dục trẻ. Nội dung mà tôi tâm đắc nhất là nội dung thứ ba, lựa chọn tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non. Tổ chức các hoạt động học, như chúng ta đã biết việc học rất là đa dạng và phong phú, thể hiện qua năm lĩnh vực khác nhau và các hoạt động khác. Khi thực hiện hoạt động, tôi chỉ là người định hướng cho trẻ và trẻ là người nói ra ý tưởng và thích của mình. Khi thực hiện chủ đề bản thân, tôi cho trẻ trải nghiệm với hồ nước, trẻ dùng các ngón tay tạo ra những
tạo thành những bông hoa, trẻ được trải nghiệm và vô cùng thích thú. Hay như chủ đề gia đình, tôi cho trẻ máy lọc nước mini, trẻ từ những nguyên liệu sẵn có như vỏ chai, bông, cát, tỏi, nước, trẻ được trải nghiệm với máy lọc nước mini vô cùng thích thú. Sau đây mời ban giám khảo và toàn thể hội thi cùng xem một đoạn video về thí nghiệm máy lọc nước mini. Tôi cho trẻ trải nghiệm mua đồ miễn phí, các bé được nằm đóng vai, được chế biến thưởng thức các món ăn do chính mình làm ra. Các bé được lặn bánh, bóc trứng cút, nhặt rau. Lần đầu tiên các con được tham gia với công việc của mình rất là say sưa. Đôi bàn tay còn chưa thuần thục nhưng đã giúp phần nào được công việc của các bé vất vả như thế nào. Qua đó giáo dục trẻ ăn hết sức của mình và trân trọng những bắt đầu bếp không quản ngại vất vả làm những món ăn ngon cho chúng mình. Năm học 2022-2023 được Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn và hướng dẫn các trường mầm non trên toàn huyện áp dụng phương pháp STEAM và giảng dạy. Đối với trường chúng tôi đã tổ chức cho chuyên đề cho giáo viên trên toàn trường. Sau khi dựng chuyên đề hội thảo, tôi đã nắm bắt và áp dụng phương pháp STEAM và hoạt động giảng dạy như làm chuông gió, làm đồ dùng gia đình hay rất nhiều hoạt động khác nữa. Thông qua hoạt động ngoài trời, như chúng ta đã biết đây, hoạt động ngoài trời gồm có trong phạm vi quan sát thời tiết, quan sát cây cối, thì năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng môi trường an toàn thân thiện. Đối với trường chúng tôi đã tổ chức chuyên đề cho giáo viên trong toàn trường tham dự và sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Cho hoạt động ngoài trời, tôi đã tổ chức một số cho trẻ như chăm sóc các con vật trong trường và trò chơi kéo hoa cao và vui trải nghiệm. Ngoài ra, đặc biệt tôi đã tận dụng môi trường sẵn có của nhà trường, đã tổ chức các khu trải nghiệm cho trẻ hàng khu vui một hành lang, khu trồng rau sạch. Tôi đã xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm để cho trẻ tham gia. Trẻ được đóng vai làm bác nông dân trồng hành, chăm sóc vườn rau. Sau đây mời ban giám khảo và toàn thể hội thi cùng xem một đoạn video ngắn trẻ chăm sóc vườn cây. Nhận chỉ đạo của cấp phòng và nhà trường, lớp tôi đã tổ chức cho trẻ trải nghiệm vé với an toàn giao thông, giúp trẻ hình thành những hành vi đúng và thân thiện với giao thông, luôn đi bên phải, đội mũ bảo hiểm khi tham gia các phương tiện giao thông, hay nhận biết được một số biển báo giao thông. Thông qua hoạt động góc nào hoạt động trẻ được tham gia, diễn ra góc chơi của nhóm của mình, trẻ có thể làm việc một mình hoặc theo nhóm. Tùy theo hứng thú của trẻ và nhu cầu của trẻ, được tham gia vào thực hành và trải nghiệm, khám phá điều mới lạ nhằm củng cố phát triển kỹ năng cũng trong các lĩnh vực giáo dục. Khi trẻ được tham gia, trẻ được đóng vai làm các đầu bếp hoặc là những vụ bán hàng. Thông qua hoạt động buổi chiều thường là đơn giản với chơi mầm non, nhưng đánh thức sau mỗi giấc ngủ, cô bật bản nhẹ, cô nhắc trẻ cách chăn gối,
Sau đó, tôi cũng cho trẻ ăn vào buổi chiều và ôn luyện lại các bài học, các kỹ năng, các trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức trong và ngoài địa phương cho trẻ trải nghiệm như siêu thị gia đình, sườn gỗ, đền đền Cúc Thờ Chay, đền thờ Cúc Thờ Dụ và múa rối nước Hồng Phong. Trẻ rất là hứng thú. Từ đó, tôi đạt được kết quả như sau. Về phía trẻ là trẻ rất hứng thú nhanh nhẹn khi tham gia nhiều hơn, trẻ thích đến lớp, yêu trường, yêu lớp hơn. Về phía cô là giáo viên nuôi cuốn sự ham muốn nhiều nhất của trẻ. Và bản thân tôi cũng chủ động linh hoạt hơn khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Về phía phụ huynh, giáo viên luôn quan tâm, ủng hộ nhà trường và lớp, tham gia nhiệt tình trong các trải nghiệm của trẻ. Trẻ và tự nguyện tham gia những nguyên vật liệu cho đóng góp cho nhà trường. Trên đây là bài thuyết trình của tôi. Mong sự đóng góp của ban giám khảo và toàn thể hội thi ạ. Xin chân thành cảm ơn.